Ở đây số tiền là và thuế là phần trăm em thuế. Các bạn có thể là tách ra thành hai câu lệnh hoặc các bạn để chung một câu lệnh cũng được. Được. Như vậy xong và chúng ta bắt đầu là ấn cái việc là F9. Máy tính không báo lỗi gì cả thì chúng ta ấn cái F10. Và lúc này máy tính hiển thị ra số lượng sản phẩm. Ví dụ tôi số lượng sản phẩm là 100, đơn giá sản phẩm là 20. Thì lúc này số tiền là 2.000 và thuế sẽ là 200. Như vậy, ở đây chúng ta đã ra kết quả thực hiện theo yêu cầu của bài toán rồi. Và nếu các bạn được hiểu là khi cho các bạn nhập thì các bạn rất hay bị sai sót là các bạn quên mất ở đây cái việc á dấu và. Ví dụ tôi chỉ ghi scan phần trăm D sau đấy phẩy L chứ tôi không có và L. Tôi bắt đầu thực hiện dịch. Các bạn sẽ thấy máy không hề báo lỗi gì cả nhé. Máy không hề báo lỗi gì cả vì ở đây chẳng có lỗi. Lỗi được ra ở đây là lỗi chính tả. Mà cái lỗi máy không phát hiện được ra đấy là lỗi logic. Và khi các bạn chạy, các bạn sẽ thấy rằng, à, nhập số lượng sản phẩm, tôi ấn 10. Các bạn enter. Máy tính lập tức thoát ra luôn. Máy tính không thực hiện gì cả nữa. Vì sao máy tính không thực hiện gì cả? Vì đơn giản, ở đây các bạn ấn số lượng. Nhưng các bạn lại là gì? Không có và, tức là không có địa chỉ. Vậy máy tính không biết được ra là máy tính cho giá trị 10 đấy vào vị trí nào. Đấy. Và đã là không biết cho vào vị trí nào, điều đấy có nghĩa rằng máy tính thoát ra, không làm nữa. Đấy là cái các bạn lưu ý rằng là, à, các bạn nên lưu ý, lúc này chúng ta phải cho là cái việc là và số lượng. Rồi. Cái thứ hai, nếu tôi để thay đổi cái việc số lượng, tôi để là F. Vì tôi bị, à, phần trăm F là gì? Đấy là kiểu số thực. Nhưng tôi lại khai báo số lượng là kiểu số nguyên. Nhưng tôi lại để phần trăm F. Chạy, máy tính cũng chẳng báo lỗi gì cả ở chỗ này. Và khi thực hiện, các bạn sẽ thấy. Nào, nhập số lượng sản phẩm của tôi là 10. Nhập đơn giá sản phẩm là 20. Vậy, về nguyên tắc số tiền của tôi sẽ phải là 200. Nhưng các bạn thấy số tiền là 37748 bao nhiêu và thuế là một con số trả theo cái mong muốn của chúng ta gì cả. Đơn giản làm sao? Số lượng của chúng ta là kiểu số nguyên, nhưng các bạn lại định cái quy cách định dạng của các bạn lại nó lại trở thành số thực. Vậy lúc này các bạn điền 10 vào nó không phải là 10 nữa mà nó là một con số khác. Đấy là cái mà các bạn sẽ cần chú ý. Là nên đưa đúng cái kiểu của nó vào. Quy cách định dạng của nó là số thực là phần trăm F, số nguyên là phần trăm D. Vào. Chứ các bạn đừng loạn giữa cái này và cái kia. Hoặc được đặt ra ở đây, chúng ta đặt ra ví dụ, đây là phần trăm D chẳng hạn. Thay vì cái thuế là số thực là phần trăm F thì tôi lại để phần trăm D. Vậy khi chạy thì nó thế nào?
nhập số lượng 10, sản phẩm 20. Như vậy chúng ta thấy rằng số tiền sẽ 10 x 20 bằng 200, đúng rồi. Nhưng thuế lúc này bằng 0. Vì lý do thuế là số thực nhưng chúng ta lại bảo nó là số nguyên. Vậy đã là số nguyên thì nó không có giá trị, vậy nó sẽ bằng 0 luôn này. Đấy là những cái mà các bạn sẽ cần chú ý là tại sao kết quả lại ra sai. Ra sai có thể là do các bạn ở đây là viết công thức sai hoặc các bạn định dạng sai. Quy cách định dạng của các bạn là nhập. Thì các bạn sẽ phải chú ý cái đấy. Rồi. Như vậy được đặt ra là tôi đã chữa xong cái bài số 8. Để cho các bạn thấy rằng cái cấu trúc của một chương trình bao gồm thư viện, khai báo biến và chương trình chính. Trong chương trình chính thì có phần nhập. Và tại phần nhập này thì các bạn chú ý ra là quy cách định dạng kiểu. Và cái ở đây biến trong cái việc nhập chúng ta phải có và. Sau đấy in ra. Đấy là những cái để thể hiện cách thức viết nó sẽ là như thế nào. Rồi. Như vậy với cái bài số 8, các bạn có hỏi gì không? Hoặc thắc mắc gì không? Có hỏi gì không hoặc thắc mắc gì không? Rồi nếu mà không thì chúng ta đã kết thúc xong cái chương số 2 này. Thì về nhà như tôi nói các bạn làm bài số 7 với bài số 11 tại chương số 2 cho tôi. Rồi, và chúng ta sẽ chuyển sang chương số 3 về các cấu trúc điều khiển. Vừa xong thì chúng ta chỉ việc chẳng cần biết cái việc là nó có cấu trúc như thế nào, tôi cứ viết thành các câu. Và các bạn thấy rằng các câu lệnh này cứ từ trên xuống dưới máy tính thực hiện. Dạo lệnh nào viết trước thực hiện trước, lệnh nào viết sau thực hiện sau. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thấy rằng không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ có một đường đi, đường thẳng duy nhất. Mà chúng ta nhiều khi chúng ta phải đến ngã ba. Chúng ta phải đến ngã tư. Chúng ta cứ phải đi lòng vòng mãi. Gần giống như là gì? Các bạn làm bài sai thì các bạn sửa xong các bạn lại phải kiểm tra lại xem có sai không. Sai thì lại sửa. Chúng ta chỉ thôi sửa khi nào? Khi bài chúng ta đúng. Tức là chúng ta cứ lặp đi lặp lại. Như vậy chúng ta thấy rằng có hai. Một là chúng ta rẽ, không đi theo đường thẳng nữa. Và như vậy cấu trúc điều khiển trong thực tế chúng ta có hai cái. Một cái là rẽ nhánh, và thứ hai là lặp. Thì cái này chúng ta cũng thấy rằng có hai cấu trúc là cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp. Cấu trúc rẽ nhánh thì ở đây chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái câu lệnh là câu lệnh if mà thôi. Còn câu lệnh ở đây switch nó sẽ là giống như, tức là về cái chức năng nó tương đương so với câu lệnh if. Và thậm chí tôi không sử dụng switch mà tôi sử dụng if, nó còn đơn giản hơn. Còn lại cái go to đấy là cái việc gì? Tôi nhảy theo kiểu các bạn nhảy tắt ý. Ví dụ các bạn muốn vào trường, các bạn đi qua cổng, vân vân. Nhưng mà chẳng may là cổng đóng. Cổng đóng thì tôi phải chờ gì? Chờ bảo vệ để ra mở cổng. Tôi phải hoặc đi tìm bảo vệ. Nhưng mà mỗi tội là tôi chẳng thấy bảo vệ đâu cả. Không thấy bảo vệ làm sao tôi gọi được? Một là tôi đứng chờ. Đứng chờ thì quá giờ học. Vậy cách thức nhanh nhất là tôi nhảy. Tôi vượt tường, trèo tường. Thì cái trèo tường là gì? Là tôi đã coi như là cổng đã từng mở rồi và tôi vượt qua nó luôn. Để tôi có thể vào lớp được. Đấy. Hoặc các bạn thấy rằng là ở trong cái môn tin đại cương các bạn học thì nó có một cái quy định được đặt ra là gì? Những bạn nào mà đạt chuẩn
đạt chuẩn tin học cơ bản hoặc các bạn có chứng chỉ MOS, các bạn sẽ được quy đổi điểm luôn thành điểm môn tin đại cương luôn. Tuy nhiên cái việc đấy, như vậy các bạn thấy rằng các bạn chẳng cần phải học tin đại cương, các bạn sẽ là có điểm luôn. Đấy là cái việc chúng ta nhảy thẳng một phát từ cái việc tôi có chứng chỉ thì tôi có điểm. Như vậy là xong. Đấy là cái go to, nó nhảy. Nhưng mà cái việc là nó nhảy, nhảy tắt như vậy thì nó sẽ rất dẫn đến cái tình trạng là khó kiểm soát. Vì nhiều khi tôi sẽ là không lần ra được à, về sau nó sẽ nhảy đến chỗ nào. Nó có thể nhảy ra đằng trước, nó có thể nhảy ra đằng sau, nó có thể nhảy trái, nhảy phải, nhảy loạn lên. Và nhiều khi sau một hồi tôi bắt đầu bị loạn thì tôi không kiểm soát được. Và không kiểm soát được thì ở đây người dùng, à, tức là bắt đầu người lập trình bắt đầu mới là gì, thấy rằng à, toán thủ câu thu này nó không còn có, tức là không không phải là không hữu ích, mà nó cái việc là hữu ích nó không đáng so với cái việc là cái ở đây là các cái nhược điểm mà nó mang đến, hạn chế mà nó mang đến, dẫn đến bây giờ người ta ít sử dụng GoTo, rất ít khi sử dụng GoTo. Chứ còn thời điểm đầu thì người ta cứ sử dụng vô GoTo vô tội vạ. Nên cái GoTo này thì các bạn có thể là tự xem, chứ tôi sẽ không đề cập đến. Và như vậy trong ba cái này thì tôi sẽ chỉ đề cập đến lệnh if mà thôi. Thì câu lệnh if đấy là cái việc là rơi vào cái việc là điều kiện. Đã là câu lệnh điều kiện thì điều này có nghĩa rằng chúng ta phải ràng buộc bởi điều kiện. Điều kiện là gì? Rẽ trái khi nào, rẽ phải khi nào, vân vân. Thì điều kiện thì chúng ta thấy rằng nó sẽ chỉ có hai cái trạng thái, hoặc đúng hoặc sai, chứ nó không có trạng thái nửa đúng nửa sai. Và nó quan tâm là gì? À, đúng thì tôi làm, còn sai thì tôi chả thèm làm. Hoặc đúng thì tôi làm thế này và sai thì tôi làm thế kia. Chẳng hạn. Như vậy chúng ta đã thấy rằng là nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đúng thì tôi làm, còn không đúng tôi chả làm gì cả. Tức là tôi không quan tâm đến cái sai. Như vậy chúng ta đã thấy mất một nửa của cái việc là sai thì làm gì. Cái thứ hai là gì? Đúng thì tôi phải làm thế này và sai tôi phải làm thế kia. Tức là tôi phải quan tâm cả đến cái trường hợp sai. Như vậy, cấu trúc điều kiện if thì nó được chia ra thành hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng thiếu. Và thứ hai là dạng đầy đủ. Dạng thiếu thì đầu tiên thì chúng ta sẽ được thực hiện là if sau đấy biểu thức logic. Còn về sơ đồ khối thì chúng ta có sơ đồ khối, đấy là hình thoi. Sau đấy chúng ta thực hiện cái việc là gì? À, chúng ta chỉ quan tâm đến nó đúng. Vậy if biểu thức logic chúng ta có cái việc thực hiện lệnh. Lệnh này thì nó có thể là một lệnh đơn hoặc lệnh kép. À, tức là hoặc lệnh ở đây gồm nhiều lệnh nhỏ. Nếu gồm nhiều lệnh nhỏ các bạn sẽ phải cho nó vào trong mở ngoặc nhỏ và đóng ngoặc nhỏ. Còn nếu lệnh đơn thì chúng ta chỉ viết lệnh đơn đó ra mà thôi. Còn trường hợp sai thì nó không làm gì. Như vậy, về câu lệnh của chúng ta chỉ là if, xong rồi chúng ta mở ngoặc, chúng ta ghi biểu thức logic vào bên trong, rồi chúng ta đóng ngoặc, rồi chúng ta ghi lệnh, rồi chấm phẩy. Ví dụ, ở đây, chúng ta thấy rằng là ở đây là vì ví dụ của kết quả của các bạn thi, chẳng hạn, các bạn thấy rằng là kết quả của bạn thi có thể ghi ghi từ đỗ, ghi từ trượt, vân vân. Nhưng mà cứ từ đỗ và từ trượt thì chúng ta nhìn rất thoa mắt. Thì người ta có thể cách thức khác là những người ta chỉ quan tâm đến đỗ. Vậy những ai đỗ người ta ghi vào thấy từ đỗ, còn không ghi gì cả được hiểu, đấy là những người trượt. Hoặc người ta ghi vào đấy là từ trượt. Để mà gì? Những người biết thi trượt, trượt thì người ta sẽ là học lại.
Còn những người đỗ thì cần gì phải học lại. Lúc này, người ta không cần phải ghi từ đỗ nữa, người ta chỉ ghi từ trượt thôi. Vậy, ở đây tôi sẽ ghi ra cái dòng dòng thông báo chẳng hạn. Vậy tôi lúc này tôi sẽ ghi ra tổng thông báo, ví dụ green, ví dụ là if kết quả và nhỏ hơn 5 green, bạn phải đi lại, bạn đã trượt và phải đi lại chẳng hạn. Còn lại cái việc kết quả của bạn từ 5 đổ lên thì tôi không ghi nữa. Như vậy tôi chỉ quan tâm đến cái việc là gì, những người sẽ phải thi lại mà thôi. Ví dụ ở đây là if a bằng 0 thì print a bằng 0, if a bằng 0 thì chúng ta in a bằng 0, và sau đó tôi thay đổi giá trị của a chẳng hạn. Dạng thứ hai đấy là câu lệnh if đủ, tức là gì, đầy đủ cả cái việc là gì, trường hợp đúng và trường hợp sai. Như vậy được đặt ra if biểu thức logic thì chúng ta là, và đúng thì chúng ta thực hiện lệnh một chấm phẩy, và nếu sai thì tôi thực hiện lệnh hai. Như vậy sai đấy là rơi vào gì, trường hợp còn lại, tức là gì, không đúng, tức là lúc này tôi sử dụng L rồi đến lệnh 2. Và các bạn thấy rằng giữa lệnh 1, giữa cái trước L này thì chúng ta có dấu chấm phẩy, vì nó mặc định đây coi như là một cái lệnh. Chúng ta biết rằng đây là lệnh if thiếu, và nó cũng coi như cái L này đấy là một cái lệnh nữa. Nên dẫn đến chúng ta thấy đây có chấm phẩy và đây có chấm phẩy. Tuy nhiên cái L này thì nó bị ràng buộc bởi cái thực chất là cái chấm phẩy thứ hai thì nó lại nằm của cái là toàn bộ cái này là tương ứng với cái dấu chấm phẩy thứ hai. Nó mặc định cả if L này được coi như là một lệnh nữa thì nó lại có chấm phẩy, vì đây là lệnh if đầy đủ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng tôi có thể viết là gì, tôi có viết là if mở ngoặc kết quả nhỏ hơn 5 thì đã trượt và phải thi lại. Đây là rơi vào là trường hợp trường lại, trường hợp ngược lại, tức là lúc này kết quả lớn hơn bằng 5. Chúng ta in chúc mừng bạn đá đỗ chẳng hạn. Đó. Thì rõ ràng cái lệnh phía trên nó không quan tâm đến trường hợp sai, nhưng lệnh phía dưới thì chúng ta quan tâm đến trường hợp sai. Thì lúc này cái này nó có thể coi như đây là một lệnh, dẫn đến nó phải có dấu chấm phẩy, và cái lệnh if rồi đến L này nó lại cũng coi như là một lệnh, nên nó lại phải có dấu chấm phẩy tiếp theo. Chứ không phải là cái L này là một lệnh nhá, mà if L này nó lại coi như là một lệnh. Thì đấy là các bạn lưu ý.
Đúng Một số lưu ý, thứ nhất là câu lệnh if thì có thể lồng vào nhau. Và else sẽ tương ứng với lệnh if gần nó nhất. Else sẽ tương ứng với lệnh if ở phía trên gần nó nhất. Ví dụ, if chúng ta thấy rằng đây là cái việc là gì? Ví dụ giải phương trình bậc nhất chẳng hạn. AX cộng B bằng 0. Để giải phương trình này thì hiển nhiên chúng ta đã có cái việc là gì? Chúng ta sẽ phải đầu tiên là chúng ta sẽ phải nhập. Vậy ở đây tôi sẽ thực hiện đầu bước đầu tiên. Tôi sẽ làm trên cái việc là FC luôn. Như vậy, bước đầu tiên để giải phương trình để giải phương trình này thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần xác định đầu vào. Thì tại trước số 1 chúng ta xác định đầu vào của giải phương trình AX cộng B bằng 0 để input là chúng ta muốn giải được phương trình thì chúng ta phải biết được hai giá trị đấy là A và B. Hay được hiểu chúng ta phải biết được đấy là hai biến. Như vậy đầu vào là B. Đầu ra là gì? Nghiệm của phương trình này và nghiệm của phương trình này thực chất nó là x. Như vậy chúng ta sử dụng đến ba biến. Vậy chúng ta khai báo ba biến đó là a, b, x. Và sau đây tôi main chương trình chính. Tại chương trình chính tôi bắt đầu thực hiện cái việc đầu tiên là nhập của a bằng và lúc này là phần trăm f phẩy và a. Sau đấy chúng ta thực hiện là nhập giá trị của b bằng và b rồi. À, nó như thế nào? Vậy chúng ta thấy rằng tôi gọi if mở ngoặc a kiểm tra xem a có bằng không không. Không. Này là đúng. Thì chúng ta bắt đầu lại thực hiện cái việc là gì? Kiểm tra xem b có bằng không không. Nếu b bằng không đúng thì chúng ta sẽ là gì? In ra dòng thông báo là gì? Phương trình vô số nghiệm. Và trường hợp sai thì lúc này chúng ta thấy rằng cái L này là tương ứng với việc b khác không và b khác không này nó sẽ được cái L này nó sẽ gần với cái if phía trên gần nó nhất, tức là if b bằng không chứ không phải nó gần với cái việc a bằng không. L thì chúng ta print phương trình vô nghiệm L. Và cái L này là mấy cái trường hợp là a khác không, tức là gần. Vậy chúng ta sẽ là gì? L.
Thì chúng ta bắt đầu thực hiện x lúc này bằng, hoặc chúng ta thực hiện luôn ở đây, phương trình có một nghiệm. Và lúc này chúng ta có ở đây là trừ b chia a. Xong. Đấy là cái cách thức. Và các bạn thấy rằng mặc dù ở cái trong cái if a bằng 0 tôi thực hiện if b bằng 0 else, cứ nhìn rằng đây có vẻ là hai cái lệnh nhưng thực chất cái này chỉ là một lệnh mà thôi. Vì đây là lệnh điều kiện if đầy đủ nên tôi không cần phải mở ngoặc đóng ngoặc. Còn lại bạn nào chắc ăn thì bạn ấy mở ngoặc thế này chẳng hạn. Rồi ở đây phía dưới này bạn ý lại đóng ngoặc chẳng hạn thì cũng chẳng sao cả, tuy nhiên nó chỉ là cái thừa thừa cái mở ngoặc đóng ngoặc thôi. Các bạn sẽ thấy rằng à máy tính không báo lỗi, ít nhất là chúng ta thực hiện rồi. Đấy là đối với cái việc đối với các bạn sử dụng các if và else thì lưu ý cái else nó sẽ là tương ứng với cái if ở phía bên trên gần nó nhất. Và các bạn nên sử dụng L để loại trừ các trường hợp. Ví dụ thay vì if delta nhỏ hơn 0, print phương trình vô nghiệm, if delta bằng 0, phương trình có nghiệm kép, if delta lớn hơn 0, phương trình có hai nghiệm, được ạ. Thì lúc này các bạn thấy if delta nhỏ hơn 0 thì yên ra phương trình vô nghiệm, và L rồi lại if delta bằng 0, phương trình sẽ có nghiệm kép, và L phương trình có hai nghiệm phân phân biệt. Nếu các bạn viết theo cái kiểu cách thức phía trên các bạn tách riêng ra thì lúc này nó được hiểu đây là ba lệnh if. Với ba lệnh if thì máy tính sẽ phải thực hiện ba lần. Trong khi đó, nếu các bạn viết ở phía dưới này, các bạn sẽ thấy rằng à ở đây chúng ta có chỉ có đúng cái một cái if else ở chỗ này. Và máy tính được coi như đây là một cái lệnh if đầy đủ. Mặc dù có if else ở phía dưới này nữa, nhưng if else ở dưới này thì nó sẽ tương ứng chỉ là gì? Chỉ là trường hợp của cái else này mà thôi. Nên lúc này máy tính được hiểu toàn bộ cái if else ở cái phía nằm phía bên trái nhất của các bạn. Đây sẽ là lệnh if else đầy đủ. Và các bạn sẽ thấy rằng đây chỉ có một lệnh. Và với một lệnh thì máy tính sẽ thực chỉ thực hiện có một lần thay vì ba lần. Nên các bạn thấy rằng với máy tính hiểu một cái là ba lệnh với cái là một lệnh thì rõ ràng một lệnh thì nó sẽ ít hơn. Và một cái chương trình mà sử dụng càng ít lệnh thì ngay lập tức chương trình đó sẽ càng chạy nhanh hơn. Còn các bạn để trình mà càng nhiều lệnh, máy tính sẽ phải càng thực hiện nhiều, càng thực hiện nhiều thì máy tính sẽ chạy chậm hơn. Và đấy là cái để thể hiện à ở đây là một cái phần mềm chạy nhanh hay chậm chậm. Thứ nhất là nó dựa vào cái việc chúng ta sử dụng ít lệnh hay nhiều lệnh. Đấy. Nên các bạn nên sử dụng L để loại trừ trường hợp.
Và một số bạn thì rất hay bị sai lầm ở khía cạnh là gì? Các bạn cứ theo cách thức là cứ xuống dòng là phải có dấu chấm phẩy thì nó sẽ bị sai. Ví dụ ở đây chúng ta thấy rằng if a khác không, sau giờ xuống dòng print a khác không. Và điều này các bạn thì thấy rằng có dấu chấm phẩy, do xuống dòng bạn ấy đặt dấu chấm phẩy luôn, dẫn đến nó bị báo lỗi. Hoặc if a khác không, bạn ấy mở ngoặc, bạn ấy định làm gì đó, xong rồi về sau bạn ấy à không cần làm, bạn ấy bắt đầu là xóa ở cái phía bên trong của cái không cần làm đấy đi. Và lúc này bên trong này chẳng có gì và chỗ này vẫn có chấm phẩy thì đấy sẽ trở thành sai. Lưu ý chỗ đấy. Rồi. Như vậy câu lệnh if đã thực hiện xong. Còn bây giờ các bạn sẽ xem qua cái câu lệnh switch là ở đây. Câu lệnh này được đặt ra là gì? Cách thức viết của chúng ta là lệnh của chúng ta mỗi switch lựa chọn. Và switch này mở ngoặc bên trong các bạn chỉ ghi mỗi biến mà thôi hoặc biểu thức. Ví dụ các bạn một cái là switch A hết. Sau đấy chúng ta sẽ là gì? Mở ngoặc. Và chúng ta bắt đầu lựa chọn giá trị cây. Như vậy, cây giá trị 1, 2 chấm, lệnh 1, rồi chấm phẩy, rồi các bạn thêm lệnh break. Lệnh này là gì? Phá vỡ chương trình, tức là khi tôi gặp lệnh này, tôi sẽ dừng chương trình ngay lập tức. Tôi không thực hiện các lệnh tiếp theo. Và cái cây cây xong rồi giá trị 2, lệnh 2 là tương ứng với cái việc cái giá trị 1 này là không phải trường hợp sai. Thì kiểm tra xem biến có bằng giá trị 2 không. Lệnh 2, lại break. Cứ chấm chấm. Đến kết quả cuối cùng thì các bạn đóng ngoặc lại. Đây là dạng thiếu. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là nhiều khi chúng ta có liệt kê ra được tất cả các trường hợp không? Ví dụ ở đây void, ở đây là các bạn bỏ 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 đi cái void nhé. Cái việc in a này thì các bạn đẩy cái này ra phía bên ngoài. Print nhập giá trị của a. Đấy là dòng thông báo và toàn bộ cái này mới gọi là nhập. Xong. Và bắt đầu đây chỉ là cái việc in ra thôi. Là gì? Switch A và cây 1, tức là nếu A bằng 1 thì tôi in ra giá trị 1. Tôi in ra cái chữ số là gì? Chuỗi 1 và lệnh. Rồi chúng ta thoát. Nếu A bằng 2 thì in ra 2. Nếu A bằng 3 thì in ra từ 3. Vậy nếu A tôi cho bằng trừ 3 thì sao? Với bằng trừ 3, máy tính không thực hiện gì. Với việc máy tính không thực hiện gì thì nó rơi vào tình trạng là gì? Máy tính vẫn đang làm hay máy tính không làm nữa? Hay trong chương trình của máy tính nó đang thiếu phần này? Tức là gì? Ở đây cái người dùng sẽ không biết được. Thì dẫn đến chúng ta sẽ phải làm gì? À, lúc này cái câu lệnh suy thiếu này nó không không thể hiện được rõ cái việc là nó vẫn đang thiếu hay là máy tính vẫn đang chặn. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là à, lúc này tôi sử dụng cái đầy đủ. Đầy đủ thì cũng tương tự như vậy. Chỉ có điều dòng lệnh cuối cùng của nó không phải là cây nữa mà nó sẽ là gì? À, default, tức là gì? Nếu không phải, tức là không phải tất cả các trường hợp trên thì nó sẽ là lệnh từ end. Và các bạn thấy rằng lệnh từ end này thì không có lệnh, không có break nữa. Ừ.
Ví dụ được đặt ra như thế này. Thì nếu tôi cho cái nhập A tôi bằng 1 thì nó hiển thị ra 1. Nếu tôi cho bằng 3 nó hiển thị ra từ 3. Nếu tôi cho bằng 5 thì nó hiển thị ra là cái việc gì? Không biết đọc. Hoặc tôi cho bằng trừ 10 nó cũng hiển thị là không biết đọc. Vì nó không phải là các cái trường hợp được định nghĩa ở trên. Như vậy các bạn thấy cái này chẳng khác gì với cái việc các bạn đang thực hiện cái việc if A bằng 1. Thì chúng ta là gì? Print 1 chẳng hạn. Và xong đấy là L. Xong rồi chúng ta lại if. Xong rồi lại tôi lại kiểm tra xem A có bằng 2 thì chúng ta in ra 2. Xong rồi lại L rồi if. Đấy là cái cách thức tôi có thể sử dụng lệnh if L, if mà. Như vậy về cách thức các bạn thấy rằng cái này tôi có thể thay thế cái này bằng lệnh if. Thì như vậy nó trở nên là thoải mái hơn. Và các bạn phải hiểu được ra là các bạn biết càng nhiều dạng thì các bạn sẽ đau đầu trong cái việc lựa chọn là dùng cái nào. Đã thế, thay vì biết nhiều tôi chỉ cần biết một. Và cái gì tôi cũng sử dụng cái đấy. Thì ok, chúng ta thấy rằng chúng ta đỡ phải mất thời gian lựa chọn. Đấy là thứ nhất. Và lúc này chúng ta có thể là viết đi viết lại chỉ một dạng thôi thì chúng ta sẽ là gì? Làm nhiều thì chúng ta sẽ là quen. Và với một dạng đấy thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ là làm được tất. Như vậy câu lệnh suýt là một câu lệnh đơn và có thể lồng nhau, vân vân. Thì các bạn thấy rằng cái này cũng chẳng khác gì là if cả. Chưa kể các giá trị trong mỗi trường hợp là phải khác nhau. Vì nếu không, ở đây máy tính sẽ không biết là cái nào. Và thông thường máy tính sẽ thực hiện là cái thằng đầu tiên nó gặp. Giá trị đầu tiên nó gặp. Các thằng sau nó sẽ bỏ đi. Vân vân. Vậy ở đây cái phần này ví dụ các bạn sẽ làm cho thầy bài số 2 là nhập vào một chữ cái và nếu là chữ thường thì đổi sang chữ hoa, ngược lại thì chúng ta sẽ đổi sang chữ thường. Các bạn làm cho thầy bài số 2, bài số 3 thì thầy vừa làm rồi, bài số 4 thì thôi chúng ta không làm. Các bạn làm cho thầy bài số 5, các bạn làm cho thầy bài số 7. Như vậy chúng ta có bài 2, bài 5, bài 7. Bài 7 đấy là bài tính tính tiền đi taxi. Chúng ta thấy rằng taxi nó cũng rõ ràng phân theo các cái cây số. Từ đây là bài toán thực tế. Các bạn sẽ làm để tính tiền như thế nào? Còn lại bài 8, bài 9 thì thôi không cần. Như vậy cấu trúc đầu tiên là cấu trúc rẽ nhánh. Cấu trúc điều kiện rẽ nhánh. If chúng ta đã thực hiện. Cấu trúc thứ hai là cấu trúc lặp. Tức là chúng ta lặp đi lặp lại. Vậy bài toán đầu tiên là bài toán gửi tiền tiết kiệm. Là một người có một tài khoản, một người có một khoản tiền là A. Đem vào ngân hàng với lãi suất là K% mỗi tháng. Hỏi, vậy sau khi người ta gửi N tháng thì người đó sẽ có bao nhiêu tiền? Ví dụ, số tiền gốc người ta
số tiền người ta có là 100 triệu chẳng hạn, lãi suất theo tháng là 1% một tháng và người ta gửi 3 tháng. Như vậy chúng ta thấy rằng đầu tiên tiền gốc là 100 và tiền lãi chưa có. Vậy sau một tháng thì chúng ta sẽ thấy rằng người ta gửi 3 tháng mà. Vậy sau một tháng tiền lãi thu được sẽ là 1. Có được sẽ là, hay được hiểu đấy là tiền gốc sẽ là 100 cộng 1 sẽ là thành 101. Và 101 này sẽ là tiền gốc để người đó gửi vào tháng thứ 2. Và như vậy tương tự sau 2 tháng thì tiền lãi của người ta thu được sẽ là gì? 1,01, vì lấy 101 nhân 1%. Và như vậy số tiền mà người đó có được sau 2 tháng sẽ là 102,01. Và tiền này nó sẽ trở thành cái tiền gốc để gửi vào tháng thứ 3. Như vậy, sau 3 tháng thì tiền lãi người ta thu được sẽ là 1,0201. Và tiền mà người ta thu được sẽ là 103,0301. Và lúc này, ở đây, cái tiền người ta thu về là 103,0301. Như vậy, chúng ta thấy rằng cái mấu chốt của các cái bài toán này vẫn chỉ là cái việc gì? Tôi lặp đi lặp lại cái tính tiền lãi và cái tiền người ta thu được sau tháng, sau một tháng là như thế nào? Sau mỗi tháng thì đúng hơn. Như vậy, số tiền gốc ban đầu là A. Tiền lãi sau tháng thứ nhất là A nhân K. Và số tiền có được sau tháng thứ nhất là A cộng với A nhân K. Số tiền này lại là tiền gốc của tháng tiếp theo. Và như vậy, tôi cứ lặp đi lặp lại hai bước này.